Bây giờ chúng ta cần phải mở cái mô hình đã dựng từ ngày hôm trước lên ở hôm 2 mua đồ, và để thực hiện những cái bước tiếp theo và vẫn bảo toàn được cái mô hình này, chúng ta cần phải lưu nó vào một cái file mới. 3 mua đồ, đây là thao tác rất quan trọng và cố gắng không không quên cái thao tác lưu file liên tục này và theo thứ tự để có thể khi mô hình hỏng thì có thể quay trở lại cái bước tiếp theo. Và đây là quy tắc dành cho các cái phần lớn các cái thực hiện việc thực hiện mô phỏng năng lượng trong bất kỳ phần mềm nào. Trong cái mô hình chúng ta đã dựng hôm trước thì đã có 5 cái không gian gọi là space cho mỗi tầng, và chúng ta có 4 tầng. Hiện giờ thì các cái không gian này chưa được gắn các cái yếu tố nhiệt, ví dụ như là không gian này là không gian dùng để làm gì, ví dụ như là văn phòng, sảnh hội thảo, và cũng chưa có các cái tải nhiệt ở bên trong, ví dụ người, đèn và thiết bị. Để mà gắn được tất cả những cái này thì chúng ta sử dụng cái nút set attribute for selected space, và trước khi mà bấm cái nút này thì chúng ta cần phải chọn cái không gian mà nó sẽ được gắn cái thuộc tính. Và ở đây tôi chọn tất cả các cái không gian ở trong tòa nhà và bấm nút này, thì ở đây nó sẽ hiện ra space type. Trong một cái template thì nó đã thiết lập cho chúng ta rất nhiều những cái không gian liên quan đến tòa nhà văn phòng. Chúng ta có thể tạo thêm cái không gian mới tạm thời, thì chúng ta sẽ chọn đây là không gian open office. Và building story thì do cái thao tác chúng ta đã chọn tạo mặc định cho công trình là thì chương trình đã tự động tạo ra 4 tầng tương ứng với tòa nhà. Ở đây chúng ta chọn construction set là CZ1 office, tức là tương ứng với cái tiêu chuẩn 90.1/2007 và theo vùng khí hậu số 1. Thermal zone thì tạm thời chúng ta để yên, chúng ta sẽ gắn các cái vùng nhiệt sau. Đây là chữ S. Ở đây chọn thermostat là cũng theo open office. Thermostat tức là các cái thiết lập nhiệt độ sưởi ấm và làm mát cho các cái không gian. Để chúng ta sẽ chọn theo mặc định của open office. Như vậy tất cả các không gian ở đây đều đã được gắn open office. Trong trường hợp tôi muốn cái không gian này nó trở thành là lobby chẳng hạn ở tầng 1, thì tôi sẽ chọn ở đây là lobby, và cái thermostat cũng chọn tương ứng lobby thermostat. Không gian trên cùng thường thường sẽ được dùng làm một cái phòng hội thảo, thì tôi chọn ở đây là conference. Và conference thermostat. Như vậy chúng ta sẽ có 3 dạng không gian ở trong cái công trình này. Ok. Để mà kiểm tra xem liệu tất cả những không gian này đã được gắn đúng chưa, thì chúng ta có thể chọn một không gian, sau đấy bấm vào nút inspector thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng ở đây, và không gian này đang được chọn, đang được tô đậm ở đây là không gian số 404. Chúng ta có thể đổi nó thành phần gần, có thể đổi tên để sau dễ dàng quản lý hơn. Và không gian này ở trên tầng 4 thì chúng ta có thể đặt là 4F conference để nó dễ phân biệt. Ở đây là office conference, đúng rồi, đây là construction set là sẽ dẫn một ở tầng 4. Đó, có thể kiểm tra cho lobby. Ở đây có thể là tên là 01F thời gian lobby để phân biệt, và như này đã được dán chính xác vào lobby. Còn các không gian khác thì đều là office, đều là office. Và trong cái bảng inspector này có một cái điểm rất quan trọng nữa là cái thông tin chung của tòa nhà. Chúng ta có thể bấm vào một điểm bất kỳ không liên quan đến tòa nhà và nó sẽ hiện lên cái building ở đây. Building ở đây thì có building 1, chúng ta có thể đặt tên nó là office building. Và hướng bắc là một cái yếu tố rất quan trọng nhằm định hướng công trình, thì hướng bắc mặc định ở đây đặt ở 0 độ, có nghĩa là trùng với cái đường màu xanh này. Nếu như chúng ta muốn thay đổi hướng của công trình, ví dụ như là 10 độ, hướng lệch hướng bắc 10 độ, và tất nhiên chúng ta sẽ không quay cái tòa nhà mà chúng ta quay tương đối về hướng bắc theo
chúng ta quay hướng bắc theo cái vị trí tương ứng của màn hình 10 độ, hoặc chúng ta có thể sử dụng số âm trừ 10 độ. Đấy. Chúng ta có thể quay 45 độ, 90 độ. Và mặc định của nó thì là 0 độ, là trùng với đường màu xanh. Và làm đến đây thì chúng ta có thể lưu cái mô hình lại để chuẩn bị tiếp tục cho bước tiếp theo. 03 model thì có thể lưu thêm một bước nữa cũng không sao, lưu 04 model trở lại. Mỗi một cái không gian này hiện giờ đã có cái thuộc tính riêng của nó. Nhưng hiện giờ thì nó đang là space, nhưng mà còn vấn đề thermal zone, tức là các cái vùng nhiệt khác nhau. Chúng ta có thể kết nối các cái vùng nhiệt này vào các cái vùng khác nhau. Tuy nhiên cái cách mà chúng ta phân chia không gian thành 5 vùng như thế này cũng đã tương ứng với cả các cái vùng nhiệt. Chúng ta có thể tạo ra một cách các cái vùng nhiệt một cách hoàn toàn tự động và nhờ vào một cái script có sẵn là add new thermal zone for space with no thermal zone. Tức là mỗi một cái space ở đây thì sẽ được gắn một cái vùng nhiệt, gắn tương ứng với một vùng nhiệt. Ở đây chúng ta có thể chọn tất cả và sau đó thì open serial script add thermal zone for space with no thermal zone. Và như thế chúng ta có thể, sau khi đã gắn xong, chúng ta có thể bấm vào từng không gian một. Quay ở đây thì nó các cái không gian này đã được gắn vào các thermal zone ở đây, thermal zone số 1, và mỗi không gian sẽ được gắn một cái thermal zone nhất định. Ta có thể đổi tên cái thermal zone này cho dễ dàng, và cái việc đổi tên này thì được chọn ở cái phần thống kê các cái thermal zone. Thermal zone nằm ở đây, rất nhiều thermal zone. Mình tương ứng với số lượng không gian ở đây thì chúng ta có 4 x 5 là 20 thôi rồi. Đây, tất cả các thương người đã nằm ở đây rồi. Vậy chúng ta có thể lưu cái mô hình này lại.